Rẻ trắng nhé, sạn miến bonsai nhé. Này khách lấy rồi theo cái chậu tàu 300.000 cái chậu. Nó xịn luôn. Khách đặt này. Thảo chậu đẹp luôn, trồng quá đẹp, bán này kia quá. Như con chăn, các bạn nhìn này, đầu con chăn này, đầu con chăn này, con chăn cuộn này, quá đẹp luôn. Nó cao, phần bẹ gốc thì cao có khoảng 25 phân này, đã tán và cao 50 phân, đúng thang con xa. Chúng như một con chăn cuộn đẹp quá, bán rồi khách nhìn thấy là 2 triệu thay cái chỗ tàu nghe lối luôn, bán xong như thế là cây nó đẹp, con chăn này, đầu con chăn này, đầu mắt chăn này cuộn này quá đẹp.